Rất vui được gặp lại các khán thính giả thân yêu của Hố Xanh Kiến Thức. Bạn thân mến, sau khi rời khỏi EU, Vương quốc Anh dường như đang tìm kiếm một lối đi mới cho quốc gia của mình trên thị trường quốc tế. Mới đây, vào ngày 1 tháng 2 năm 2023, Quốc vụ Khanh về chính sách thương mại của Bộ Thương mại Quốc tế Anh, ông Greg Hand, đã đến Hà Nội với trọng trách phải nhận được sự giúp đỡ của Việt Nam để có thể thuận lợi thúc đẩy việc Vương quốc Anh gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP. Cuộc gặp gỡ vào ngay đầu năm mới đã cho thấy sự khẩn thiết của Anh Quốc trong quá trình ghé thăm, cũng như khiến nhiều người tự hỏi về lý do Vương quốc Anh nhất định phải tham gia CPTPP là gì. Trong chuyến thăm ba nước thành viên Đông Nam Á của Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, là một trong những thành viên sáng lập CPTPP, Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm châu Á-Thái Bình Dương kéo dài 3 ngày của Quốc vụ Khanh Greg Hand, bao gồm Malaysia và Singapore. Trong khuôn khổ chuyến thăm Hà Nội, Quốc vụ Khanh Greg Hand đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến. Quốc vụ Khanh Hans bày tỏ mong muốn của Vương quốc Anh hoàn tất việc gia nhập khối CPTPP trong thời gian sớm nhất. Chia sẻ về chuyến thăm, Quốc vụ Khanh Greg Hans cho biết, việc gia nhập CPTPP sẽ tiếp thêm sức mạnh kinh tế cho liên minh thương mại sôi động và năng động này, bổ sung thêm 2.000 tỷ bảng Anh vào GDP của CPTPP. Ông Hans nhấn mạnh, chuyến thăm này sẽ tăng cường mối quan hệ song phương của Vương quốc Anh với Việt Nam, Malaysia và Singapore, những nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng với tổng kim ngạch thương mại trị giá 30 bảng Anh mỗi năm với Vương quốc Anh và mang đến những cơ hội to lớn cho lĩnh vực khoa học đời sống và công nghệ của chúng tôi. Theo ông, với tư cách là một thành viên sáng lập CPTPP, Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong tiến trình Anh gia nhập Liên minh Thương mại này. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng có thể hưởng lợi khi Anh trở thành thành viên của CPTPP. 99% hàng xuất khẩu của Anh sẽ đủ điều kiện được miễn thuế khi xuất sang các nước CPTPP nếu nước này chính thức trở thành thành viên. Hai nước hiện đã ký Hiệp định Thương mại Tự do có hiệu lực từ tháng 1 năm 2021. Tính tới năm 2023, tức là đơn xin gia nhập CPTPP của Anh đã tròn 2 năm, và chính phủ hiện tại của ông Rishi Sunak đang quyết tâm hoàn tất đàm phán ngay trong năm nay. Việc gia nhập vào một khối liên minh mới là cần thiết, nhất là sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu vào tháng 1 năm 2020. Nước Anh dưới thời Thủ tướng Boris Johnson bắt đầu đàm phán thương mại với các nước ngoài EU. Vương quốc Anh từ đó đã ký kết các hiệp định thương mại với ít nhất 70 quốc gia và khu vực, bao gồm cả những nước không có hiệp định thương mại tự do với EU như Úc và New Zealand. Vào thời điểm đó, đã có một số lo ngại rằng việc Anh ồ ạt ký hiệp định thương mại là chạy theo số lượng hơn chất lượng. Song ít người nhìn ra đây là một bước chạy đà cho CPTPP. Khi một số nước mới ký kết với Anh là thành viên của khối này, chính phủ Anh đã đặt ra mục tiêu 80% giá trị thương mại là giao dịch với các bên có hiệp định với họ. Do đó, việc nhắm đến CPTPP, vốn đang chiếm khoảng 12% tổng GDP toàn cầu là điều dễ hiểu. Phải biết, từ đầu mùa hè năm 2021, Bộ trưởng Thương mại Anh bà Liz Truss từng tuyên bố nước này mong muốn gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP vào năm 2022. Việc Anh Quốc mong muốn gia nhập CPTPP được đánh giá là một biểu tượng mới của tham vọng hậu Brexit. Từ tháng 2 năm 2021, Vương quốc Anh đã nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP nhằm tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác kinh tế. Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss chia sẻ về nỗ lực đàm phán để tham gia Hiệp định CPTPP trong một trả lời phỏng vấn của báo Nikkei Asia vào đầu mùa hè năm 2021. Tôi dự đoán quá trình chỉ kéo dài vài tháng chứ không phải nhiều năm. Tôi hy vọng chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận trong năm 2022. Có thể nói, CPTPP là một phần quan trọng trong chính sách thương mại của Anh. Sau khi rời Liên minh châu Âu, đây là một Hiệp định Thương mại Tự do FTA thế hệ mới, gồm 11 nước thành viên là Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Và nếu Anh gia nhập, CPTPP sẽ chiếm 15,5% tổng GDP thế giới. Đó là một con số đáng kể. Để tham gia hiệp định này, các quốc gia phải đàm phán về quy định thuế quan cũng như các điều kiện trong cách tiếp cận thị trường của nhau. Nếu mọi việc trôi chảy, Anh sẽ trở thành quốc gia mới đầu tiên tham gia hiệp định này kể từ khi CPTPP được thực thi vào năm 2018. Theo quy định, việc kết nạp cần phải được tất cả các thành viên hiện có đồng ý, và Nhật Bản
nền kinh tế lớn nhất trong CPTPP, được ví như người gác cổng cần mẫn của khối, đã phát đi tín hiệu ủng hộ Anh. Nhật cũng là chủ tịch luân phiên CPTPP trong năm 2023, còn Việt Nam cũng đang tỏ ra là một người bạn có thiện chí với Anh trong công cuộc gia nhập. Chúng ta và Anh vẫn còn ràng buộc nhau bởi hiệp định FTA, nên việc ủng hộ quốc gia này sẽ không gây ra thiệt hại gì, mà thậm chí còn có thể nhận được nhiều lợi nhuận hơn. Vậy nên, nếu không có gì trở ngại, nhiều khả năng Anh sẽ là thành viên thứ 12 của CPTPP trong vài tháng tới, sau hơn 2 năm ròng rã chờ đợi. Theo bà Bộ trưởng Liz Truss, hiệp định CPTPP sẽ mở ra những cơ hội rộng lớn cho nước Anh. Một khi các hàng rào thuế quan được giảm đi đáng kể, nhất là đối với thuế đánh vào xe hơi hay rượu whisky của Anh. Sau khi chia tay với EU sau hơn 40 năm chung sống, London giờ đây kỳ vọng nhiều vào viễn cảnh các tập đoàn Anh dễ dàng tham gia vào các thị trường khác trên thế giới, tạo công việc làm cho người dân Anh. Karan Barimora, Chủ tịch Hiệp hội CBI, tổ chức lớn nhất quy tụ giới chủ ở Anh Quốc, tán đồng quyết định của chính phủ tham gia hiệp định CPTPP. Ông Karan Barimora coi đây là một chương mới trong chính sách thương mại độc lập của Vương quốc Anh. Tuy nhiên, đảng đối lập dường như có phần thận trọng hơn khi cho rằng sẽ xem xét kỹ lưỡng thể thức gia nhập hiệp định CPTPP. Nhiều đại diện trong ngành nông nghiệp Anh cũng bày tỏ quan ngại về việc mở cửa thị trường, buộc sản phẩm nội địa phải cạnh tranh ở nước ngoài. Tuy nhiên, bà Bộ trưởng Thương mại Liz Truss khẳng định rằng nước Anh tự tin vào việc đàm phán thành công các điều khoản tiếp cận thị trường. Bà Truss nói, gần đây chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về mặt nguyên tắc cho một hiệp định thương mại tự do với Australia, một thành viên của CPTPP. Bà Truss còn tự tin cho rằng nếu trở thành thành viên chính thức của CPTPP, Vương quốc Anh sẽ đóng vai trò tích cực trong việc sàng lọc những ứng viên mới như Trung Quốc chẳng hạn. Bà Truss nêu thực trạng của Trung Quốc. Trung Quốc vẫn chưa minh bạch về một số điều khoản mà WTO đặt ra, ví dụ như trợ cấp nông nghiệp, vấn đề về chuyển giao công nghệ bắt buộc hoặc lao động bị cưỡng bức. Được biết, Trung Quốc trước đó cũng đã bày tỏ mong muốn tham gia CPTPP. Trong năm 2021, 4 nền kinh tế bao gồm Vương quốc Anh, Trung Quốc, Đài Loan Trung Quốc và Ecuador đã chính thức xin gia nhập hiệp định CPTPP. Gần đây, Hàn Quốc cũng đã gửi tín hiệu mạnh mẽ về mong muốn tham gia hiệp định này. Một số nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng bày tỏ ý định xin gia nhập, bao gồm 3 nước trong ASEAN là Thái Lan, Philippines và Indonesia. 3 quốc gia này bày tỏ mức độ quan tâm khác nhau đến việc gia nhập CPTPP và đã bắt đầu những nghiên cứu không chính thức các hành động cần thiết để chính thức tham gia Hiệp định Thương mại. Hiệp định CPTPP đang là một hiệp định hấp dẫn đối với những nước này với nhiều ưu đãi khi tiếp cận với một số thị trường lớn từ các nước phát triển. Cũng theo nhận định của chính phủ mới ở Anh, khu vực tự do thương mại châu Á-Thái Bình Dương mang lại nhiều cơ hội giúp doanh nghiệp tiếp cận các nền kinh tế lớn nhất hiện tại và tương lai. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương là một phần của thế giới, nơi mang lại những cơ hội lớn nhất cho Anh. Tham gia CPTPP sẽ là một kết quả quan trọng hậu Brexit mà chúng tôi muốn đạt được. Chính phủ Anh đặt nhiều hy vọng vào CPTPP. Bản thân bà Bộ trưởng Liz Truss từ lâu đã bày tỏ tin tưởng rằng trở thành thành viên của hiệp định sẽ giúp thúc đẩy hoạt động thương mại của quốc gia này với khối CPTPP. Các cuộc đàm phán để Anh tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương đang tiến triển tốt. Về cơ bản, có thể khẳng định Anh tuân thủ các quy tắc của CPTPP, nên sớm nhất là tháng 2 năm 2023 sẽ tổ chức cuộc gặp các trưởng đoàn đàm phán để thảo luận về việc bước vào giai đoạn tiếp theo của quá trình gia nhập, đó là đàm phán về thuế quan và các vấn đề khác. Điều này đồng nghĩa Anh sẽ trở thành quốc gia đầu tiên tham gia thành công CPTPP sau khi hiệp định này có hiệu lực. Các quy tắc thương mại nghiêm ngặt của CPTPP mà Anh đã chấp nhận được coi là một rào cản trong việc đạt được sự gia nhập. Nó cũng sẽ là cơ sở để Trung Quốc đại lục và Đài Loan xem xét những nền kinh tế đang nộp đơn xin tham gia. Ngoài ra, sự kiện này cũng sẽ tạo ra cơ hội thúc đẩy các quy tắc tiêu chuẩn cao của CPTPP cho thế kỷ 21, đồng thời giúp khôi phục và phát triển hoạt động thương mại tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cảm ơn các bạn đã yêu thích và ủng hộ Hố Xanh Kiến Thức. Xin chào và hẹn gặp lại! Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!